Có khóa không nhỉ? Đi xem nó có mở được không? Ngoài quá mở được, chạy nhanh lên. Ui, mẹ khóa, mình chạy tới trong nhà chị ấy rồi, mẹ Nam ơi. Trong à? Trong này rộng có nhiều chỗ trốn lắm đấy. Ừ, đúng rồi đấy. Hay mình lên trên tầng, ui không được rồi. Trên kia có những con gì kìa. Ui, quái cả quái vật này chả kia, quái vật đang đang đấy mẹ ơi. Mẹ cũng quan liền. Ui, chúng mình chỉ phải trốn cả đi, quái vật này ăn thịt đấy mẹ ạ. Chạy. Bà Kem ơi, mình thấy nó mở cổng nó vào rồi kìa. Ui, không sao mời, chúng mình vào đây trốn mà nó vẫn theo được vào. Thôi, trở xuống chúng đi bà Kem ơi. Chạy đi. Ui, mẹ quá, qua cái nhà bóng này để trốn, để tớ vào đây tớ trốn. Ui, mình thấy có con gì nó bay vào trong ấy. Ui, mẹ đã bay. Ui, cái quả bóng 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 kìa, kìa chưa. Để mình vào, để mình vào. Ui, đây này, to lắm bạn ơi. Ui, nó có cả mồm cả mắt này. Ui, kinh lắm bạn ạ. Mình thấy con này chắc nó không ăn đâu bạn ơi. Để mình chọc nó ra nhá. Ui, hình như tôi thấy nó không có răng. Mà cái mũi của nó nhìn giống con heo chưa kìa. Giống như quái vật đầu heo bạn nhỉ. Ừ, kinh lắm các bạn ơi. Ui, bạn nó quay bạn chọc nó ra đi xem nào. Đây là quái vật ban ban đấy bạn ơi, chạy đi. Ôi trời ơi, con quái vật nó đang cầm một đoạn dây dài chưa? Không biết nào, nó đi nó chói mình hay là để chói bắt các con vật đi các bạn ạ. Mà bạn ốc mình đi đâu rồi ý? Để mình đi theo xem nó đang làm gì nhé các bạn nhé. Nó đi tiến về phía kia kìa các bạn ơi. Ui chết rồi, trắng mặt quá, không biết bạn xem đi đâu nhỉ? Mình đang bị một con quái vật gì mà màu đỏ nó quá hay sân quạng lắm đấy. Vừa nhảy nó vừa xoay. Ôi cứ xong rồi. Cứ chóng mặt quá. Ôi quá. Có cái con chưa hống. Nó ăn cái con rồi các bạn ơi. Ui nó ăn con đấy rồi mà. Cái này nó dừng này luôn này. Ui chạy đi thôi. Ui các bạn ơi. Con quá mặt đen kìa. Nó ở đây này. Nó chói con mèo vào trong cái con rồi. Thôi không xong rồi. Bây giờ mình phải đợi nó đi. Thì mình mới ra mình phải chói cho con mèo được. Ui các bạn ơi. Ui bạn Kem đây à. Ui bạn ốc. Này có con gì đấy? Con này nó à, quả bóng ra này. Đúng rồi đấy. Nó chói con mèo rồi bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình ra là nó ăn đấy. Phải đợi nó đi đấy cơ. Vừa nãy mình bị con hai sừng màu đỏ nó cho lên cái xoay xoay nó xoay tít thằng lòa xong là con quái vật dưa hấu đến ăn mất rồi. Ui để mình xem cho nào. Thôi con quái vật dưa hấu lại đến kìa. Con đấy rồi. Hình như là quái vật dưa hấu thích ăn những con quái vật bé bé như bạn ạ. Mèo nó không ăn đâu, chạy rồi bạn ơi. Ui mình chạy ra cứu mèo đi. Ui đây này, nó trói chặt con mèo vào đây rồi bạn ốc ơi. Ui nó kêu nhiều chưa này. Bây giờ mình phải cử nó ra thôi. Ui nhiều dây quá. Ui này, đây rồi may quá. Nhờ xem con mèo nó có bị làm sao không. Nó vẫn kêu được các bạn ơi. Ui may quá, chú mèo không làm sao bạn ơi. Đấy, tội nghiệp em mèo quá này. Ui em mèo đang ngủ ngoan. Tí nữa thì con có vật ban ban nó ăn thịt bạn nhờ. Ui bạn ốc ơi, vừa lấy bạn cũng ngồi cái cầu trượt đu quay này à. Ừ bạn lên đi, ngồi thích lắm nhưng mà quay chậm chậm thôi. Wow, không là chóng mặt đấy. Là nó sẽ đi à bạn? Đấy, để mình quay nhá. Ui, đấy. Ui, thích lắm các bạn ơi. Không chóng mặt đâu. Bạn ốc bạn đi. Sợ chóng mặt nhưng mà tớ thấy không chóng mặt bạn ốc ơi. Đấy, thì mình lên nhá. Đây, đây, bạn. Xoay nhá. Xoay đi. Sao nó không chạy nhở? Đấy, xoay cái tròn đấy bạn ạ. Đấy, ui, đấy. Ui, thích không? Ui, này chóng mặt rồi bạn ơi. Ui, ui, tớ thấy thích lắm bạn ốc ạ. Mình thấy chóng mặt rồi đấy. Ui, thích chưa các bạn ơi? Đâu đâu? Ui ui, con cua nó đang cắp cái gì kìa bạn ơi. Ui, như kiểu có con gà bên cạnh kìa. Ui, đấy là con chim đấy bạn ạ. Đây là con Obilabat đấy. Thế rồi, hình như là nó định cắt cái quả trứng gì màu xanh đấy bạn ơi. Hóa ra là hai con nó chen nhau quả trứng kìa bạn ơi. Ui, con cua của tớ sẽ gặp nguy hiểm đấy bạn ơi. Bây giờ chúng mình đi xuống đi. Đi, để mình xuống. Thôi thôi, từ con có bao giờ nó để đến cái kìa bạn kìa. Nó này ăn rồi. Nó ăn mấy con chim rồi mà sao con cua của tớ nó không ăn nào bạn ạ. Ui, quan đi không có nó đến đây. Đấy. Chóng mặt này nó không ăn được mình đâu. Đấy bạn ơi. Không ổn đâu, không ổn đâu. Ui kìa 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 kìa. Dừng dừng đi bạn em ơi. Ui bạn ốc ơi. Ui bạn ốc ơi. Ui bạn ốc ơi. Đây này. Ui con cua nó đang muốn lo cái quả trứng này đi này bạn ơi. Ui nghe chừng quả trứng này nặng quá bạn ơi. Nào để mình giúp nó nhá. Ui đấy được rồi. Nào mình xem nào trong quả trứng này có cái gì nào. Ui
các bạn ơi. Này, hai, ba, quay, 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 wow. Ở trong lại có một quả trứng nữa này. Quả trứng gì ý bạn ạ? Ở trong có cái gì nữa cơ? Quả trứng Doraemon này. Ừ nhá, nào để mình mở ra nhá. Wow. Này có một con Doraemon ở trong này. Wow, các bạn ơi, trong này có một quả con Doraemon này, nó trong quả trứng màu xanh. Ui, xong lại còn trong quả trứng màu xanh khổng lồ nữa các bạn ạ. Nào mình sẽ bỏ Doraemon ra nhá. Các bạn ơi, chú cua này, chú cứu được chú Doraemon này. Thoát khỏi con quái vật Obilabot đấy. Quái vật Obilabot đã bị quái vật dưa hấu ăn thịt rồi. Bây giờ chúng mình phải tìm cách để tiêu diệt con quái vật dưa hấu các bạn ơi. Ui, các em ơi, có con vịt nó đang chạy đến cầu thang này. Mà có cái con gì xanh xanh mà nó đầy răng ở bụng, nó định ăn con vịt này. Thôi, con vịt nó chạy lên trên rồi. Bạn ra bắt con vịt rồi đi. Con vịt này chắc nó chạy theo mình đi ra đây bạn ạ. Đúng rồi đấy, chúng mình đi ra đây nên là nó chạy theo. Bây giờ mình phải nhốt nó vào đã các bạn ạ. Không có là con có vật ăn thịt đấy. Thôi bạn chờ mình đi nhau, mình đi ra ngoài chơi này. Ôi sao thế? Ui may quá, con dưa hấu này đến nó ăn cái con trắng trắng ấy rồi. Con trắng trắng nó chùm cái túi bóng đen của bạn đấy. Đây thì mình cho túi bóng ra nhá. Ui, ta hết cả mồ hôi bạn ạ. Con quái vật đấy nguy hiểm thật đấy. Này nó cứ cứng tay nữa này. Ui nó trói chặt quá. Ui đỏ hết cả tay tớ lên rồi này. Ui con tớ em chỗ này có cái xích đu. Hay lắm, chúng mình chạy cái trò này đi. Ừ, mình bạn lên đi. Ui nhưng mà, ôi bạn ơi, con gì nó bị nhốt ở đây này. Ui có một con bò này. Không được rồi, chúng mình phải tìm dụng cụ để cứu nó ra thôi bạn ơi. Đây để tớ giữ rồi, bạn về đó dụng cụ đi. Có đồ đây rồi, cưa khoan với lại kìm. Đấy. Để mình gỡ con bò ra nhá. Ừ. Chắc là mấy con bàn bàn ấy, nó giúp con bò vào đây này. Thế bạn cưa ra đi bạn ơi. Ui cái này cứng lắm bạn ạ. Thế cái cưa không được đâu, mẻ cưa đấy bạn ạ. Nào để mình khoan chỗ này nhá. Ui được chưa bạn ơi. Ui nó, cái cục sắt này to lắm, chỉ thủng một lỗ này thôi này. Thủng chưa này. Đâu hả bạn. Đấy bạn lấy bắt con bò ra đi. Ui chú bò bị quái vật Batman nó nhốt rồi đấy. Ui đẹp quá, một con bò màu vàng các bạn ạ. À, kéo nó chạy đi, nó đang đuổi kia. Trượt xuống nhanh lên, nó đang đằng sau kìa. Đây rồi, tớ chạy được rồi bạn ơi. Đây này, tớ có cái búa này này, búa 1.000 tấn đấy. Bây giờ mình sẽ cầm cái búa này để tiêu diệt con quái vật nhá. Con quái vật kia, hãy xem sức mạnh của cái búa 1.000 tấn này. Ui, ui, bạn ơi, nó đang đẩy mình tớ ra bạn ạ. Ui, con nó không xong rồi, làm sao bây giờ. Ui, sợ quá bạn ơi. Thôi bạn chạy đi, để mình gọi cảnh sát đến chỗ à. Chú cảnh sát đến chỗ kia kìa. Đấy chú bắn mà nó bay ra đằng xa rồi kìa. Bạn đâu ơi, đây này. Ui con vịt của mình nó còn đang ăn mồm con quái vật đấy bạn ạ. Ui nó rỉa hắn một miếng to này. Ui bạn đốc ơi. À con quái vật đây rồi. Ui chú cảnh sát này các bạn này. Chắc chú chiến đấu với con quái vật này mệt quá đấy. Đúng rồi. Ui. Người chú rụng hết rồi. Chú cảnh sát đáng yêu đẹp trai chưa. Ui các bạn ơi, con vịt của mình nó ăn no rồi này. Nó khét sâu lắm rồi này bạn này. Nó thích ăn hoa quả đấy bạn ạ. Đấy ăn dưa hấu là rất tốt đấy các bạn ơi.